thì đón chào quý khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày cúng ông Công ông Táo. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, lễ cúng không chỉ tiễn đưa các vị thần tỏ lòng kính trọng mà còn cầu mong các vị thần trầu trời nói điều tốt đẹp, phù hộ cho gia đình năm mới bình an và tài lộc. Không ít người cho rằng sau ngày 23 tháng Chạp, gia chủ cấm kỵ thắp hương thờ cúng trên bàn thờ. Nếu chưa biết điều này, kẻo tà ma vào nhà, xui xẻo bùa vây, tiền tài thất thoát. Việc này thực hư như thế nào, chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ trong video hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thắp hương ngày các vị thần đi vắng, sợ mời phong vào nhà. Ngày 23 Tết theo phong tục của người Việt còn gọi là ngày tiễn ông Công ông Táo trầu trời. Vào ngày này, người ta thường làm lễ tiễn đưa, bày tỏ sự tri ân đối với các vị thần đã lo toan, cai quản, duy trì nếp sinh hoạt gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi người có trách nhiệm hơn trong việc quan tâm, thu vén gia đình, và nhờ các cụ lên trầu trời nói tốt, phù hộ cho năm mới bình yên. Quan niệm dân gian cho rằng, sau khi tiễn táo quân, các gia đình có thể lo dọn bàn thờ trước ngày 30 Tết và có thể tỉa bớt chân hương mà không lo điều xui xẻo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn rằng sau ngày 23 tháng Chạp có nên thắp hương thờ cúng hay không để tránh việc mời vong linh cô hồn vào nhà. Sau 23 tháng Chạp có nên thắp hương thờ cúng? Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đó là suy nghĩ sai, nhầm lẫn của mọi người. Sau 23 tháng 12, mọi người vẫn thờ cúng được bình thường bởi chúng ta chỉ tiễn ông Công ông Táo đi chứ không tiễn thần linh đi. Thần linh là một cộng đồng của một hệ các vị thần, ngũ phương, long mạch, linh thần, trung ương, linh thần, chu tước, linh thần, huyền vũ, linh thần, thanh long, linh thần, bạch hồ, linh thần, ngũ phúc, gia thần, gồm lộc thần, phúc thần, tho thần, khang thần, ninh thần, rồi thì môn thần, thừa cửa, tài thần, thổ địa thần. Hơn nữa, ngày 23 tháng 12, chúng ta chỉ rước một ông hai bà lo bếp ấm cúng đi, nhưng vẫn còn các tiểu thần bếp, đội quân cán ở nhà bếp nên vẫn thắp hương bình thường. Đặc biệt với những nhà tách riêng bàn thờ, thần tài, thổ địa vẫn phải thờ cúng thắp hương bình thường. Trong miền Nam, Trung Bộ và miền Nam, mọi người sẽ không thắp hương mà để hai cây đèn đỏ trên bàn thờ táo quân, còn lại vẫn làm bình thường. Đồng tính quan điểm, nhà nghiên cứu văn hóa tiến sĩ Nguyễn Văn Bình cho biết, quan niệm không nên thắp hương thờ cúng sau 23 tháng Chạp để tránh việc vong linh cô hồn vào nhà là không đúng. Từ 23 tháng Chạp trở ra gọi là trạng thái chống quyền lực của các thánh thần. Vì vị thần đứng đầu các vị thần như táo quân, thần ngũ phương, ngũ hầu nên thiên đình nên mọi người quan niệm đến 30 mới là Tết. Những ngày sau 23 đến 30 Tết mọi người vẫn thắp hương được nhưng không cần chọn giờ, chọn ngày, cứ tùy nghi mà làm. Bởi vì lúc đó được gọi là trạng thái về không. Mọi người vẫn có thể thắp hương được sau đó, nhưng việc cầu mong của gia chủ sẽ không được. Nếu gia đình có sổ chạp vẫn cúng tổ tiên bình thường, không có gì ảnh hưởng nặng nề cả. Là một nghiên cứu văn hóa dân gian, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú lại cho rằng mọi phong tục có thể biến thể và mọi người có thể cúng ngày 23, 24, 25 đều không có vấn đề gì bởi phong tục không bao giờ cố định. Phong là gió, tục là thói quen, nghĩa là theo gió mà lan xa nên có biến thể. Nếu mọi người cúng ông Công ông Táo trước 23 sẽ không đúng với mẫu gốc, nên nhiều người có thể cúng ngày 23, 24, 25 không sao cả. Đó là độ mềm của văn hóa nên rất linh hoạt. Chính bởi vậy việc thắp hương sau 23 tháng Chạp đều không có vấn đề gì. Thắp hương lưu ý điều gì? Mỗi khi cầu cúng cần mở rộng cửa, thắp đèn trước khởi động rót nước, rót rượu, dương cầu âm, rồi thắp hương phát sóng và khấn cúng kêu cầu. Chú ý thắp 3 hay 5 nén hương bởi 3 đến 5 là số lẻ, thuộc dương và dương nhờ âm là hợp lẽ. Nếu thắp hương quá nhiều, hương sẽ mở đường cho thập loại chúng sinh đến, tạo ra sự lộn xộn, phiền toái cho thần, tổ tiên mình thỉnh cầu. Nhớ rằng khi thắp phải để hương cháy đều, dùng tay phẩy nhẹ cho tắt lửa và không thổi. Khi thắp hương cần cắm cho ngay ngắn mới có tác dụng dẫn lời thỉnh cầu tới đúng nơi cần đến, đồng thời không thắp hương chồng các chân hương lên nhau nhằm tránh tạo ra những lớp thô, cũ, thanh mới và phòng bốc hòa. Trường hợp bát hương tự nhiên bốc cháy, dân gian cho rằng báo điểm hóa âm là khi chân hương cháy âm ỉ từ trong ra rồi đổ ra xung quanh, thường liên quan đến mồ mả thờ cúng. Còn hóa dương là cháy từ trên xuống có liên quan đến nhà cửa. Cuộc sống hàng ngày khi đó cần để hóa hết, nhưng nhớ phòng hỏa hoạn, đừng dùng nước dập tắt, tránh thủy hỏa giao tranh. Nếu đang cầu cúng mà hương tắt, cứ để thế mà châm lửa tiếp, đừng nhổ lên đốt lại, bởi khi nhổ lên cắm lại thành hương thừa mất gốc, cầu cúng mất linh nghiệm.
Quý vị thân mến, theo các chuyên gia, sau ngày cúng ông công ông táo thì các gia đình nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh chướng khí vào nhà để chào đón ông bà, ông táo về với gia đình đón chào năm mới. Do đó, chuyên gia khuyên mọi người cần làm một số việc quan trọng sau. Xin mời quý vị theo dõi. Dọn dẹp tẩy uế ban thờ, còn gọi là bao sái bàn thờ. Do tin rằng những ngày thần linh đi vắng, nên đây là dịp để các gia đình dọn dẹp ban thờ sau một năm, cũng là chuẩn bị ban thờ Tết. Thông thường trong lễ tiễn táo quân, chủ nhà cũng xin phép việc sửa sang bàn thờ đón Tết. Một số gia đình cẩn thận hơn, ngoài lễ tiễn táo quân, khi dọn dẹp ban thờ lại thắp hương với hoa quả, nhang đèn để xin phép thần linh. Việc đầu tiên cần chọn người trong gia đình có tính tỉ mỉ và cẩn thận, thường là người chủ sự của gia đình, hạ bát hương xuống để làm công việc bao sái ban thờ. Khi hạ bát hương, cần để bát hương ở nơi sạch sẽ, tránh bị va chạm. Cẩn thận hơn là trải hoặc phủ vải đỏ cho bát hương khi bao sái trong một năm. Ban thờ có thể bị bụi bẩn, các gia đình có thể tháo ban thờ để lau rửa hoặc dùng khăn sạch, nước sạch để làm công tác vệ sinh. Dùng rượu trắng và một củ hừng để vỏ giã nát và khăn sạch giã hừng và đổ rượu vào ngâm khăn và đổ rượu vào ngâm khăn vào rượu ít nhất 30 phút trước khi lau dọn. Sau đó dùng một khăn khô lau lại lần lượt từng món, không vội vàng, không kẹp đồ thờ vào nách, chân háng, không vứt đồ thờ cúng lăn lóc mà để ngay ngắn và trang nghiêm. Kết thúc công việc lau rửa có thể dùng nước nóng hòa tinh dầu ngọc am quế hoặc đơn giản hơn là đun nước gừng để lau rửa lại một lần cuối, tương tự với ảnh thờ và độ thờ. Tỉa chân hương nhang và thay cho bát hương. Trong một năm trải qua các ngày rằm, mùng 1 và các kỳ rỗ, chân hương của bát hương sẽ rất nhiều. Lúc này có thể tỉa từng chân hương, để tờ báo hoặc là tấm vải sạch ở gần bát hương để đựng chân nhang. Một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút từng chân hương, khóm hương để lên tờ báo hoặc là vải, cẩn thận để không làm tung tóe cho. Một số nhà còn kiêng không rút chân hương đầu tiên được thắp khi bốc bát hương và để lại một số chân hương lẻ như 3, 5, 7, 9 theo số âm. Số chân hương còn thừa sẽ mang hóa đốt sau khi làm lễ, có thể thay cho mới trong bát hương. Một số gia đình cầu kỳ sẽ mua rơm nếp về đốt thay thế cho cũ trong bát hương. Đơn giản hơn có thể mua cho bán sẵn ở các cửa hàng bán đồ thờ cúng. Cần lưu ý giữ nguyên phần cốt của bát hương, thường là đá quý, kim loại quý, để lại trong bát hương trong quá trình thay cho. Số cho thừa sẽ được mang rác ở sông, hồ có nguồn nước lưu thông. Thay ban thờ hoặc bát hương nếu khi cần thiết. Có một số trường hợp bát hương ban thờ không còn phù hợp với điều kiện gia đình, gia chủ muốn ban thờ khang trang hơn, các gia đình có thể thay thế. Đối với bát hương, cần lưu ý giữ lại phần cốt của bát hương và chân nhang cũ. Bát hương ban thờ cũ có thể mang hóa. Tuy nhiên, việc mang bát hương thả ra sông, hồ cần lưu ý đến việc ảnh hưởng cảnh quan môi trường. Đồng thời, tại các sông hồ ô nhiễm, các gia đình không nên mang bát hương ra thờ cũ ra đó để thả. 4. Mở rộng cửa sổ, bật đèn sáng. Tất cả các cửa trong nhà cần mở rộng để đón luồng khí mới may mắn vào nhà, đồng thời nên dọn dẹp, vứt bỏ những vật dụng không còn dùng đến nữa đã hỏng hóc và trang trí thêm cho nhà cửa sạch đẹp, mới mẻ, chuẩn bị đón năm mới. Quý vị thân mến, với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây, chắc hẳn quý vị cũng có lời giải đáp cho câu hỏi có nên thắp hương sau lễ cúng ông công ông táo hay không? Cần lưu ý những gì phải không nào? Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp nào, xin quý vị vui lòng bình luận bên dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.